Xin chào anh em, mời anh em ghé vô shop gà rán .com, nơi bán nick Free Fire Liên Quân giá cực rẻ. Vòng quay may mắn 20k nhận 3.000 kim cương, thử vận may 7k nhận nick cực VIP và link của shop thì dưới phần mô tả nha. Hô mưa gọi gió là năng lực vô cùng đặc biệt mà người thường không thể làm được. Nhưng trong One Piece thì khác, có một vài nhân vật được siêu năng lực bá đạo này. Với nó thì người dùng có thể là hô phong tạo gió, thay đổi thời tiết của cả một khu vực. Vậy có nghĩa là bạn có thể tạo ra một cơn bão siêu to khổng lồ hay là mưa rông sấm chớp. Nghe thì kinh khủng khiếp đúng không anh em? Cứ như bậc thần thánh đứng cứu thế nhỉ? Có anh em nào đã từng xem series phim X-Men không nhỉ? Mắt bão Storm là dị nhân có năng lực đặc biệt này. Nhìn cô vừa xinh đẹp, căng tròn, vừa mạnh mẽ bá đạo, thích phải biết anh em nhờ. Quay trở lại với chủ đề của chúng ta để xem trong One Piece có bao nhiêu nhân vật đặc biệt như vậy nhá. Vâng, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Một ngày tốt lành nhá. Vị trí đầu tiên của chúng ta không ai khác ngoài chỉ đại Nami. Tuy chỉ là thành viên đoàn giữ vị trí hoa tiêu trong băng, nhưng quyền lực của Nami trong băng mũ rơm là vô hạn. Cô ấy có thể táng sấp bản lợn thuyền trưởng của mình hay đấm u đầu kiếm sĩ lạnh lùng boy Zoro. Để mà nói về năng lực và sức mạnh thì điểm nổi bật nhất của cô nàng mèo ăn trộm là khả năng siêu nhiên, có thể cảm nhận được những thay đổi của thời tiết. Đây dường như là một năng lực đặc biệt mà trời phú cho Nami. Cô có thể dự đoán trước được các cơn bão xuất hiện lúc nào, kể cả đó là Grand Line, nơi thời tiết vô cùng phức tạp. Kết hợp khả năng này với khối kiến thức siêu to khổng lồ về hàng hải và định hướng, Nami được coi là best hoa tiêu bậc nhất thế giới hải tặc. Vivi cũng từng nói một câu mà ai cũng biết rằng, chưa từng thấy một hoa tiêu nào như vậy cả. Bên cạnh đó, Nami cũng có tâm lý rất vững, cô có thể trụ vững sau đòn Haki bá vương của mẹ đại Big Mom. Hay là khi Nami dùng đến đòn tâm lý đó để đánh cho Luffy phù môi, phù mỏ mà không cần đến Haki. Biết được những khả năng đặc biệt của cô bạn, Usopp đã chế tạo ra cây gậy thời tiết Climitech, dịch nôm na là nghệ thuật thời tiết. Nó thì rất mạnh nha, và với nó, Nami có thể chế tạo ra mây đen, mưa hay là gió bão, thậm chí là cả sấm sét. Ở thời gian đầu thì gậy thời tiết khá là khó sử dụng, nó mất khá nhiều thời gian để có thể là tạo ra đòn đánh. Đôi lúc không cẩn thận thì Nami còn tấu hài cực mạnh với cây gậy này nữa. Như trong trận chiến đấu với Mid Double Finger chẳng hạn, chúng ta từng chứng kiến cảnh bắn pháo hoa giấy hay là đôi chim bồ câu hòa bình, nhìn mặt cô nàng lúc đó thì thốn phải biết rồi. Sau này thì gậy thời tiết được Usopp nâng cấp lên phiên bản hoàn hảo hơn, giúp cho Nami có thể tạo ra sấm sét một cách rất là nhanh, hay là hô mưa gọi bão cũng vậy. Có lẽ chiến công lớn nhất của Nami trong khoản này là tạo mưa làm mềm bánh của Cracker, giúp cho Luffy dễ dàng đánh bại hắn ta hơn. Trong chương này thì Nami cũng thu phục được con thú cưng cực mạnh mẽ, đó là Zeus, một homie từ chính linh hồn của tứ hoàng Big Mom. Có Zeus trong tay, Nami có thể dùng đến sấm sét bất cứ lúc nào mà cô muốn, sát thương chí mạng hay là diện rộng cực cao. Một đòn của nó thì có thể hạ gục cả đội quân, chứ chả phải đùa. Mụ Big Mom châu bò là thế, ấy vậy mà ăn cột sét từ Zeus cũng đen xì mặt, khói bốc từ miệng ra, chứ chả đùa đâu. Số 2. Yêu tinh tuyết Monet. Được giới thiệu là cô trợ lý xinh đẹp căng tròn của Caesar Cloud, nhưng thực ra lại là tay trong của Doflamingo. Cô nàng có nhiệm vụ báo cáo mọi diễn biến về thí nghiệm của Caesar cho thiếu chủ. Bạn có biết tại sao Monet được gọi là nữ yêu tinh không? Bởi vì cô ta có đôi cánh màu trắng thay cho hai đôi tay, móng vuốt thay cho đôi bàn chân, cùng với đó là một cái đuôi. Và tất cả những thứ đó đều là tác phẩm của Lao mà ra. Cái đuôi của dâu nâu cũng là một sản phẩm tương tự. Từ những điều đó thì Monet có khả năng bay lượn rất tốt. Lông vũ của cô ta còn có khả năng là cầm nắm giống như đôi bàn tay vậy, chứ không hề vướng víu hay là bất tiện. Sức mạnh chính của Monet đến từ trí thông minh và sức mạnh của trái ác quỷ Yuki Yuki, trái tuyết hệ Logia. Với Yuki thì Monet có thể tạo ra hoặc điều khiển tuyết. Ví dụ như cô tạo nên các rào chắn băng tuyết, hoặc là biến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo, tuyết bao phủ xung quanh, hoặc là làm cho kẻ khác rơi vào giấc ngủ ngàn giờ với cơ thể băng giá của mình. Và đương nhiên rồi, khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống, nạn nhân sẽ mất dần ý thức, họ sẽ lịm dần đi rồi tắc thở lúc nào không hay, một cái chết tựa nhẹ lông hồng. Trong chiến đấu thông thường, cô ả sẽ tạo ra băng tuyết để hạn chế tầm nhìn của đối phương, và cũng nhờ vậy mà việc di chuyển sẽ nhanh hơn, thoát ẩn thoát hiện trong cơn bão, sau đó sẽ thực hiện những pha du kích bất ngờ, nói khó nghe hơn thì kiểu đánh trộm, và từ từ xuất hiện từ phía sau rồi đâm đối thủ. Còn nếu chiến đấu tầm xa, Monet sẽ tạo ra những vật sắc nhọn rồi phi tới đối phương, ví dụ như biến thành đôi cánh lông vũ thành lưỡi dao chẳng hạn. Không những sở hữu tâm hồn căng mọng, Monet cũng có một cái đầu lạnh nữa. Như khi chiến đấu với Daidoji, biết rằng mình không phải là đối thủ của cậu ta,
Monet liên tục tạo ra những hàng rào tuyết để bảo vệ hay khối tuyết lớn để cầm chân. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn thì khóc hay vui thì cười, và Monet cũng vậy, khi vui vẻ thì nàng rất dễ thương, cute phô mai que. Nhưng một khi đã điên lên thì kinh khủng lắm các ông bà. Cô biến thành quái vật tuyết với đôi răng dài và sắc, đến cái mức mà ăn đu đủ cũng chẳng cần thìa, ngọa một phát, đối thủ mất ngay cả bả vai rồi. Monkey D. Dragon. Ông được biết đến là kẻ truy nã gắt gao nhất thế giới One Piece. Điều đó chứng minh rằng Dragon mạnh mẽ, bá đạo hay là nguy hiểm đến mức nào. Chính phủ thế giới đã phát truy nã toàn bộ lãnh thổ One Piece vì điều này. Họ sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện cho kẻ nào mang được Dragon tới đây. Ông ta xuất hiện không được nhiều trong các mạch truyện chính, nhưng lần nào góp mặt thì đều chất như nước cất. Ý mình muốn nói ở đây là những hiệu ứng kèm theo. Ví dụ như cuộc hành trình vô hải tặc Roger, Dragon có đến, bầu trời hôm đó đen xì, một trận mưa lớn kèm theo. Rõ ràng nhất là vụ hành hình Luffy tại Lock Town, thành phố của sự khởi đầu và kết thúc. Bước gì giơ thanh kiếm lên, bỗng xuất hiện một tia sét lớn, đánh thẳng vào đài hành hình khiến hắn đen xì mặt. Luffy bình an và vô sự tẩu thoát thành công. Sau đó, Dragon còn tạo ra cơn lốc lớn thổi bay tất cả phía bên cảng. Trong sự tức tối của ông vua hành trắng Smoker, hay là khi ông cứu Sabo trong vùng cực xám, có mưa bão và sấm chớp tại đây. Sức mạnh của ông bố Luffy đến từ đâu thì vẫn chưa ai biết cả, nhưng mình nghĩ rằng nó đến từ Haki Bá Vương thì thật tuyệt vời. Đây sẽ là một đẳng cấp cao khác xa so với những gì mà chúng ta đã thấy ở trước đó. Enen, kẻ mang sức mạnh của thần. Hắn ta được nhiều người biết đến như là bốt chính đảo trên trời, bậc thần thánh hay là anh thợ điện may mắn mang sức mạnh của sấm sét. Là một nhân vật phản diện nhưng giới trẻ coi Enen như idol chính hiệu, họ luôn mong muốn thần tượng của mình có thể tái xuất trở lại. Nếu được thì ở Wano Quốc thì càng tốt. Dường như Enen cực kỳ mê game thì phải, đặc biệt bộ môn Free Fire hay là PUBG, lối chơi sinh tồn, sống dai để trở thành huyền thoại. Nhóm của Luffy đã phải trải qua các thử thách khác nhau, ví dụ như là thử thách sắt thép, thử thách đầm lầy hay là thử thách chơi bóng. Lần lượt tỷ lệ sống sẽ có xác suất sống là khác nhau. Với siêu năng lực đến từ trại sấm sét, Enen hạ sát một đội. Hắn hạ gục Kamakiri trong vài nốt nhạc, sau đó là Lucky hay là Zoro hay là Robin. Về năng lực ác quỷ Gorogoro, một trại ác quỷ hệ Logia, các bạn có thể hiểu nôm na là điều khiển, thao túng sấm sét. Hắn có thể tấn công bằng hàng loạt các đòn sấm sét thông qua chính cơ thể của mình hoặc bằng cách đánh vào những cái trống sau lưng. Các đòn đánh được đặt tên theo vị trí của các thần sấm sét của các nền văn hóa khác nhau. Thậm chí năng lực này còn giúp hắn khởi động lại trái tim của mình khi gần như là đã chết. Đây giống như là một chiếc máy kích hoạt nhịp tim vậy. Về tốc độ thì khỏi phải nói, vì người ta vẫn nói là nhanh như chớp. Nên ai là đối tượng tấn công của hắn thì rất khó có thể tránh được những đòn chết người của Enen. Nhờ đó năng lực ác quỷ được coi là bất khả chiến bại. Robin thì đã đề cập đến điều này trong tập 180, và không tin thì anh em có thể check hàng lại nhé. Tuy nhiên điểm yếu chí mạng của trái sấm sét đó chính là những chất cách dẫn điện, đặc biệt như là cao su, nên thật khó cho Enen khi phải đối đầu với thằng cu sở hữu trái cao su như là Luffy. Thứ đáng sợ nhất của Enen chính là tuyệt kỹ Amaru hay Raigo. Khi biến đổi dạng này thì Enen có thể đạt tới 200 triệu vôn. Uầy, khủng khiếp vãi anh em nhờ. Còn với Raigo thì đây như một quả bom nguyên tử vậy. Bầu trời sẽ tối sầm lại. Sấm sét được hút lại trong vòng tròn màu đen, tích đủ năng lượng thì nó sẽ giáng xuống phía dưới cột sét siêu to khổng lồ và đủ sức phá hủy một hòn đảo chỉ trong vài giây. Mẹ đại Big Mom. Không thể thiếu sót mẹ đại trong danh sách này rồi. Bà ta là một trong tứ hoàng, cai trị rất nhiều hòn đảo lớn bé trong tân thế giới. Nhờ việc sở hữu trái Soru nên Big Mom được coi là chúa tể của các linh hồn. À mà cái này thì do mình gọi thế thôi, chứ anh em giang hồ gọi sao thì mình không hề biết. Trong chapter 843 thì Pao đã nói rằng con vợ nhà tôi có khả năng điều khiển thời tiết. Với tay trái là sấm sét và bên phải là mặt trời, mụ có thể tạo ra một cơn bão đủ để nhấn chìm cả hạm đội của quân địch. Đây theo như hình ảnh các bạn đang thấy, nó là con bốt bị ổi nhất One Piece và nó tên là Zeus. Big Mom chỉ là con sen mà thôi. Zeus mặc định với trang phục màu trắng, bồng bềnh tựa đám mây, đội chiếc mũ nhỏ xinh như mấy đứa nhỏ đi biển. Nó là dân chơi chính hiệu, bay lắc đàn đúm với đôi mắt phê cần, trông khá là gợi đòn. Zeus được tạo ra từ chính linh hồn của Big Mom, thế cho nên nó có tính cách y như chủ vậy. Nổi bật nhất là ham ăn và phản bội. Chỉ vì những đám mây tích điện thơm ngon, Zeus có thể vứt bỏ liêm sỉ mà đi theo Nami, goodbye my love với mẹ đại luôn. Cho dù hơi ngu ngốc, ham ăn tục uống nhưng nó lại rất được lòng fan hâm mộ bởi sức mạnh bá đạo của mình. Nó tạo ra tia sét rất mạnh, phạm vi diện rộng và tốc độ rất là cao.
Và cũng như Zeus thì Prometheus cũng được tạo ra từ linh hồn của Big Mom. Nếu xét về một khía cạnh nào đó, hai đứa nó còn mạnh mẽ hơn cả hệ Logia. Vì sao ư? Kể cả kẻ địch có dùng Haki vũ trang đi chăng nữa cũng không thể đánh chúng được. Để đối phó với chúng, họ phải âm hiểu yếu tố tự nhiên, ví dụ như là dùng nước để dập lửa chẳng hạn. Prometheus thì nó được tạo ra từ những ngọn lửa, hấp tụ rồi lại phun ra. Trái ngược với Zeus thì nó mang một thái cực cục xúc tàn bạo và độc ác. Chỉ cần thấy kẻ thù là nó sẽ phát điên lên, thổi cơ thể lên cực đại và ngọn lửa khổng lồ. Trong chiến đấu thì Big Mom hay dùng nó để tấn công tầm xa hoặc đội lên đầu như một vương miệng trông đầy quyền lực và sức mạnh. Khỉ vàng Kijazu. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không đề cập đến gương mặt khá ố của ông chú khỉ vàng này nhé. Độ bựa, lầy và khám khú của Kijazu như nào thì đã đề cập rất chi tiết tại những video trước rồi. Thánh chôn Kijazu, thông tin và tất cả mọi thứ. Thế nên bây giờ mình sẽ tập trung vào trả ác quỷ của ông ta. Và có thể nói đây là nhân tố tự nhiên tuyệt vời, khác biệt với những người mà mình đã kể ở trên, sức mạnh của ánh sáng. Không biết được rằng Kijazu và đệ tứ làng kế bên có quan hệ máu mủ gì không, nhưng tốc độ của họ rất giống nhau, nhanh như chớp vậy. Và trong chiến đấu thì Kijazu có thể bắn ra những tia laser nhỏ phát nổ khi mà chạm mục tiêu. Ngoài ra thì ông ta cũng sử dụng sức mạnh của ánh sáng cho những đòn tấn công cơ bản, ví dụ như là đá, đấm hay là gươm ánh sáng. Kijazu cũng có thể phản chiếu cơ thể của mình, nó giống như là việc khúc xạ ánh sáng, từ đó thì hắn có thể di chuyển tức khắc từ vị trí đã chọn. Cuối cùng, những ông lão tại Wetheria. Đây là một hòn đảo nhỏ trên trời, nơi sinh sống của những bậc thầy nghiên cứu khoa học về thời tiết. Chính họ đã dạy cho Nami tất cả những kiến thức ưu việt nhất về thời tiết học. Làm thế nào để tối ưu hóa việc tạo ra mây, mưa, sấm chớp một cách nhanh nhất, hiệu quả mà lại không tốn thời gian? Đây là một ví dụ, tôi tháo 2 và một cơn gió nhẹ xuất hiện, tôi tháo 3, một cơn bão ập đến. Đặc biệt tất cả những điều đó được áp dụng trên sợi dây thừng, thật là vi diệu đúng không anh em? Tiếp tới thì các bạn muốn mình thực hiện về chủ đề gì? Đừng ngần ngại mà bình luận bên dưới này nhé. Mình sẽ cố gắng thực hiện hết yêu cầu của 500 anh em. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!